Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với con game MUBG.com. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta khóa và bảo vệ tài khoản làm sao cho nó tối ưu nhất. Thì các bác tích vào cái menu này và phần lệnh, thì trong đây nó có một cái phần đó gì ạ, khóa password, tức là khóa di chuyển đồ trong app, và thứ hai là mở khóa để chúng ta có thể giao dịch được thoải mái. Chức năng khóa app này các bác phải dùng, bắt buộc phải dùng, tại vì giá trị đồ của các bác bây giờ bắt đầu là cao rồi. Đấy, công sức các bác bỏ ra, các bác cày cuốc, các bác đi nhặt đồ, các bác đi thu gom đồ. Các bác phải lưu ý một điều là chúng ta không cho ai mượn ác, không cho ai biết tên tài khoản ác của chúng ta. Không được lập mật khẩu, đó là ngày sinh hoặc là số điện thoại, tại vì rất dễ bị mò ra. Ví dụ bây giờ em chưa khóa ác đúng không? Thì em có thể vứt bình máu ra được này. Đấy, các bác nhìn chưa? Có thể vứt bình máu, tức là chúng ta có thể giao dịch được. Chúng ta có thể chuyển được đồ từ ác này qua ác khác được. Còn khi mà chúng ta sẽ sử dụng lệnh Enter, các bác đánh lệnh khóa cách này, sau các bác đánh tên password vào, ví dụ như là gì ạ, 478, tối đa là 8 ký tự, và các bác đặt làm sao mà người khác không thể biết được, không được trùng ngày sinh, không được trùng số điện thoại, tại vì rất dễ bị mò. Nếu chẳng may mà người ta có thể vào được ác của các bác thì người ta cũng không thể là gì ạ, lấy được đồ, không thể bán được đồ, tại vì các bác có một cái khóa này nữa. Đấy, khóa 478 này, em enter cái này, F2 lên, thì ở trên góc này có cái chữ là gì ạ, bật các mục tiêu bị chặn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ném bình máu ra này, bây giờ chúng ta sẽ không ném được. Đấy, không ném được tức là chúng ta không thể giao dịch được, và chúng ta cũng không thể bán shop được các món đồ như này. Đang khóa ác này. Đấy, không thể ném bình máu ra là đang khóa ác này. Bây giờ các bác mở ác một cách này, các bác cậy tích vào đây, bác chọn lệnh, ở đây có phần gì ạ? Mở khóa password này. Các bác phải đánh đúng cái password mà các bác đã khóa. Enter này, sổ chéo này, mở khóa cách này, 478. Enter. Đấy, khóa đã tắt này. Rồi các bác có thể nhắm bình máu ra được. Rồi các bác có thể tra re được. Khi mà chúng ta có tính năng này thì các bác cũng không nên cho người khác mượn ác. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại các bác trong con game MU-BK.com. Xin chào và hẹn gặp lại.